Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Sau này chúng ta quá chừng vui vì chúng ta được có sức khỏe, chúng ta vẫn còn có gia đình, chúng ta vẫn còn có tiền giờ và chúng ta vẫn còn có tấm lòng mà yêu mến Chúa. Đó là phước nha anh chị em. Thường thì đầu năm, đầu xuân thì người ta đi hái lộc và người ta đi tìm phước, nhưng mà trong khi đó Kinh Thánh Chúa bảo rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta. Amen. Bao nhiêu người trong chúng ta tin chắc là khi chúng ta đeo đuổi Chúa, phước hạnh và sự thương xót sẽ đeo đuổi chúng ta. Amen. Chúng ta còn nhớ ở trong Matthew đoạn 6 câu 33 không? Yeah. Nhớ quý vị đọc vô với tôi được không? Yeah. Chúng ta cùng đọc là 2, 3. Nhưng Chúa ơi, hãy tìm kiếm nước của Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho anh các ngươi mọi điều ấy nữa. Và ở trong sách Thi Thiên 23 chúng ta là quả thật chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Hãy nói người bên cạnh nè, chọn đời bạn, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo bạn. Amen. Chọn đời bạn, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo bạn. Amen. Chúng ta sẽ mạnh dạn tuyên bố vậy nè, Chúa ơi, chọn đời con. Sự thương xấu sẽ đeo đuổi con. Amen. Có nhiều người hồi con gái còn trẻ, quý vị xinh đẹp, quý vị tươi tắn, nhiều người đeo đuổi, đúng không nhỉ em? Nhưng một khi mà đã có người đeo đuổi thì sao? Họ bằng mọi giá, bằng mọi cách để họ tặng quà, để họ lấy lòng, họ làm sao đó để họ được lòng của những người mà họ yêu mến. Trong khi đó Kinh Thánh cho rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ đeo đuổi tôi. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, quý vị là người vô cùng quan trọng. Amen. Hãy nhìn người bên cạnh đó là trước mặt Chúa bạn quan trọng vô cùng. Amen. Trước mặt Chúa bạn quan trọng vô cùng. Quan trọng lắm. Đúng không chị? Quan trọng đến độ mà con của Đức Chúa Trời đã bằng lòng hy sinh trên thánh giá, đổ huyết ra để đền tội cho tôi và anh chị. Amen. Quan trọng đến mức độ mà Chúa không muốn chúng ta ở trong sự buồn phiền, mà Chúa muốn chúng ta luôn luôn được vui mừng. Amen. Quan trọng đến mức độ là mỗi khi chúng ta bị bất an á, thì Đức Thánh Linh đến cầu thay và Đức Thánh Linh muốn cắt sự bất an, đau khổ ra khỏi tôi và anh chị. Amen. Những người có con thì biết khi con mình vui thì quý vị có vui không? Vui. Vui không? Vui. Khi chúng ta vui mừng á, Chúa cũng vui với chúng ta. Amen. Khi mà con dân của Chúa đau buồn á, chính Chúa cũng đau buồn. Cho nên chúng ta lắc tay người bên cạnh đó là Chúa không muốn bạn sống trong sự đau buồn của dòng. Amen. Amen. Chúa không muốn bạn sống trong đau buồn của dòng. Amen. Chúa không muốn bạn sống trong đau buồn và tuổi dòng. Amen. Hãy nói người bên cạnh, Chúa muốn bạn sống trong sự bình an và phước hạnh. Amen. Chúa muốn bạn sống trong sự bình an và phước hạnh. Chúng ta hãy chuẩn bị lời của Chúa cho ba ở trong sách Thi Thiên 144 và 2010. Thi Thiên 144 từ câu 12 trở đi. Quý vị lắng nghe tôi đọc lời của Chúa. Chủ đề buổi sáng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là ước nguyện đầu xuân. Ước nguyện đầu xuân. Bao nhiêu điều chúng ta ước nguyện. Nhưng tôi nói chị em rằng ước nguyện đó là một cái lòng khao khát, cái lòng mong đợi chúng ta đạt được điều gì đó, chúng ta chiếm hữu được điều gì đó, hoặc là chúng ta thấy được những điều gì đó từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà những lời ước nguyện chỉ là ước nguyện. Nhưng mà nếu chúng ta ước nguyện mà có lời hứa kèm theo làm nền tảng thì lời ước nguyện nó chắc chắn sẽ được thành. Chúng ta xem lời của Chúa trong Thi Thiên 144 câu 12 cho đến câu số 15. Tôi đọc bản 2010 như sau. Quý vị sẽ lắng nghe lời của Chúa trong Thi Thiên 144 từ câu 12 cho đến câu số 10. Nguyện các con trai chúng tôi đang tuổi thanh xuân giống như cây đâm chồi mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi như những cây cọ chạm trổ theo kiểu đền thờ. Nguyện các kho lạnh chúng tôi được đầy tràn với đủ thứ sản vật. Nguyện đàn chiên chúng tôi sinh sản hàng nghìn hàng vạn trong đồng ruộng của chúng con. Nguyện đàn bò chúng con sinh sản nhiều. Nguyện tường thành không bị chọc thủng, dân không bị lưu đày và không có tiếng khóc than trên đường phố. Phước cho dân tộc nào được như vậy, phước cho dân tộc nào
có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Amen. Chúng ta cùng đọc chung với tôi câu số 15, 2, 3. Phước cho dân tộc nào được như vậy, phước cho dân tộc nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời. Đây là lời ước nguyện của vua David gửi đến cho gia đình của ông, lời ước nguyện của David gửi đến cho dân sự của ông, và lời ước nguyện của David gửi đến cho toàn thể dân Israel trong thời bây giờ. Và đây là lời ước nguyện của tôi muốn gửi đến cho hậu thánh Salom và những người đang nghe chương trình buổi sáng hôm nay. Lời ước nguyện đó là một cái lời thầm kín riêng tư mà tôi cầu nguyện với Chúa. Và ước nguyện của tôi trong năm này là gì? Nguyện con trai chúng tôi đang tuổi đơn thanh xuân á, giống như cây chồi mạnh mẽ. Bao nhiêu người trong quý vị tại đây đang có những đứa con trai? Wow! Quý vị có khao khát con trai mà giống như tuổi thanh xuân mạnh mẽ, can đảm và chiến với thành không chị em? Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện chúc phúc cho những đứa con trai trong nhà của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không có con về thuộc thể thì có những đứa con trai về thuộc linh, nguyện xin những đứa con quý vị cũng mạnh mẽ giống như vậy. Con của mình không có yếu điều, con trai không có yếu điều, không có nhút nhát, không có hèn mặt, nhưng mà con trai của chúng ta sẽ là những người mạnh mẽ ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Chúng ta biết rằng cái chữ phước là gì. Người Việt Nam chúng ta nhiều lúc nghĩ năm nay là phước nghĩa là có tiền, phước là được cái gì đó, một mặt khía cạnh nào về phía về vật chất. Nhưng cái chữ phước trong điều hòa là trong đó là gì? Có một gia đình đầm ấm, có một sức khỏe vẹn toàn, và có những đứa con ngoan ngoãn, có những đất ruộng vườn tược, và có những cái tuổi thọ khỏe mạnh. Cái chữ phước đó nằm tròn trong điều đó. Nhưng mà muốn đạt được tất cả những điều phước đó, tôi thiết nghĩ là chỉ có trong Chúa chúng ta mới có trọn phước hạnh đó mà thôi. Amen. Amen chị em. Bao nhiêu người trong quý vị ý thức được là mình là người được Chúa chọn, mình là đối tượng để Đức Chúa Trời ban phước. Quý vị có ý thức được là Chúa luôn luôn yêu thương và chăm sóc cuộc đời của chúng ta không? Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta, và Chúa cũng muốn ban phước cho con cái của chúng ta. Cho nên tôi cầu nguyện, nguyện các con trai chúng tôi đang tuổi thanh xuân giống như cây chồi mạnh mẽ. Nguyện các con gái chúng tôi nhân những cái cọt chạm theo kiểu của đền thờ, về nói về một cái điều gì đó, cái cây cọt trong đền thờ chạm theo kiểu một cách văn hoa mỹ miều đẹp đẽ và hóa hương. Cho nên tôi cầu nguyện cho những đứa con gái trong nhà của Chúa là những đứa con gái xinh đẹp. Xinh đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho năm này những đứa con gái ở trong nhà của Chúa giống như là trong Chân Con đoạn 31 từ câu 10 trở đi vậy. Duyên là gả dỗ và sắp phải được không, mà người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Những người nữ ở trong nhà của Chúa là những người nữ vô cùng xinh đẹp quý vị ơi. Chúng ta đẹp đấy không chỉ là bên ngoài, nhưng mà đẹp từ bên trong đẹp ra. Có nhiều người nói đôi lúc quý vị thấy cái lô mũi tôi càng ngày nó càng bự lên rồi nha. Họ nói là mấy anh chị em trong hội thánh Salom dễ thương quá, mấy nhân sự trong hội thánh Salom dễ thương quá. Quý vị biết sao không? Đúng một cái quý vị thấy họ có thể đúng hướng dẫn hoặc đánh đờ thờ của Chúa, nhưng mà trước đó quý vị đâu biết không, họ đã cắt cả ở dưới rồi, họ đã sắp ghi hấu ở dưới rồi. Trước khi họ đứng lên thờ của Chúa, quý vị biết là gì không? Họ đã lau nhà, lau vệ sinh lên dưới rồi. Có nghĩa là anh chị em làm việc mà không có nể là tôi là người hướng dẫn chương trình, tôi chỉ đứng vào vị trí thánh này thôi, còn ba cái chuyện kia là tôi không làm. Anh chị em không hề nói câu đó, mà sao có thể hướng dẫn mà cũng có thể dọn ăn, cũng có thể dọn ăn mà cũng có thể đứng lên giảng, cũng có thể giảng mà cũng có thể đi truyền giáo, làm bất cứ việc gì anh chị em đều luôn luôn nở một nụ cười. Cho nên quý vị không thấy, nhưng mà Đức Chúa Trời thấy. Amen. Đức Chúa Trời thấy, còn những người khác họ thấy nữa. Cô đồng vào cái mục sư một nói gì nè, cám ơn Chúa, họ thấy Salom vô cùng dễ thương. Tôi nói vậy hả cô, ai cũng vậy hết trơn. Tôi cầu nguyện các anh chị trong năm này, những người con gái ở trong nhà của Chúa, quý vị sẽ được đẹp giống như là cái cây mà chỗ, cái cây trụ chỗ trong đền thờ của Chúa, rất là duyên dáng, xinh đẹp, đẹp bên trong, đẹp bên ngoài, không chỉ đẹp ở hội thánh mà đẹp nơi chủ vị làm việc và đẹp trong gia đình của mình nữa. Amen. Nếu mà chúng ta chỉ được phước mà về vấn đề vật chất của cải không,
mà trong gia đình chúng ta nói về chúng ta, họ nói một cách thậm tệ, họ trách phạt chúng ta, thì phước đó chưa có trọn vẹn. Nhưng mà lời của Chúa thì Chúa muốn chúng ta là gì? Hãy được phước cả bên trong bên ngoài, được từ hồng thánh, được phước trong đồng ruộng, được phước trong nhà, được phước ngoài đường, được phước nơi làm việc, được phước khắp mọi nơi khi chúng ta kính sợ được Chúa Trời. Cho nên lời ước nguyện của tôi trong đầu năm này là muốn hội thánh Sơn tiếp tục đi trong ơn phước của Chúa. Mà muốn đi trong ơn phước của Chúa thì con trai chúng ta phải được mạnh mẽ và con gái phải được duyên dáng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện nguyện ước của tôi trong câu 13. Nếu quý vị được thì quý vị đặt chung với tôi trong câu 13. Các bạn trẻ bên xa chúng ta tập trung. Câu 13, 2, 3. Nguyện các con của chúng tôi được đầy đặn với đủ thứ sản phẩm. Nguyện đàn chiên chúng con sinh sản hàng ngày hàng vạn trong đồng ruộng của chúng con. Không biết bao nhiêu người có mặt ở đây không? Các bạn nguyện kho của chúng con đầy tràn. Tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho năm 2024 này các kho vừa thùng gạo quý vị, cái ví tiền quý vị trong tài khoản quý vị được dư dập ở đây cha. Không chỉ là đủ thôi mà có đầy tràn. Cảm ơn Chúa, Chúa cho cô cha này có đầy tràn. Cho nên lúc trước mà chúng ta đi Campuchia, đó là mục sư đi Campuchia á, tôi phụ với mục sư đem qua, mục sư giúp cho những người nghèo này, đó đầy tràn lan tại đó. Đầy tràn là gì? Ví dụ như chú dùng chị Phụng này, chỉ mặc dù chị chưa biết tôi là ai, mà chỉ coi trên YouTube, chỉ coi trên những cái chương trình, cái chuyện đó mục sư lên, tôi thấy mục sư nó đi vào trong bệnh viện á, nghe anh Đức giới thiệu về mục sư. Bây giờ chuyến này tôi về, mục sư dẫn tôi đến để giúp đỡ cho một số người đó, tôi được chứ. Thế là cảm ơn Chúa. 80 phần quà giúp cho 80 người bị chạy thận á, họ ở trong bệnh viện Bình Tân trong suốt, trong bệnh viện Bình Tân là họ báo cáo là tới 2.000 người bị chạy thận trong đó, 5 năm, 7 năm trong đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ít ra còn 80 phần này là bác sĩ lọc là những người có hoàn cảnh đặc biệt, quan trọng, họ thiếu tài chính, họ thiếu về nhiều thứ. Cho nên Chúa dùng cô Phụng và chúng tôi vừa rồi 26 Tết chúng tôi đến để chia sẻ cho được 80 phần quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Nếu như chúng ta không dư dật thì làm sao làm được việc đó anh chị em? Cho nên nhân danh Chúa Giêsu tức cầu nguyện cho những người đang có mặt là năm nay vừa làm quý vị phải được dư dật. Vợ chồng của thầy cô ấy tức mà nếu mà thiếu sót thì có giúp đỡ những người trẻ đó không? Hai vợ chồng tôi nói chuyện với nhau. Anh Phong ơi, cầu nguyện thêm cho má Hà. Má Hà được kiện chứ má Hà tôi thấy là đủ thứ việc khác, nào là tiếp đãi ăn uống, nào là tiếp khách, nào là phải trái với diễn giả, mà phải trái với người đỉnh đờ đỉnh trống đồ cô giáo, quá trình như vậy mà má Hà nói là ở đây chỉ ban gai chứ không có thu vô mà làm việc á. Và tôi nói với vợ tôi và cầu nguyện chúc phúc trên má Hà là thôi, cái điều này tôi nói nhỏ anh chị. Gần tới Tết rồi tôi không có quà cho dân sự. Tôi cũng hơi bối rối. Mà con thì không có quà cho dân sự. Mà bây giờ con dẫn dân sự của con đi vào bệnh viện giúp đỡ người khác. Tôi nói Chúa ơi, em biết mấy dân sự con học có hiểu được cái chuyện này hay không? Tôi cầu nguyện. Tôi vào trong nhà tắm, tôi đang tắm, tôi cầu nguyện. Thì Chúa hỏi tôi cầu. Bây giờ con muốn dân sự của con nằm trong bệnh viện để người khác đến giúp đỡ. Hay là con muốn dân sự của con nó khỏe mạnh nó vô giúp đỡ được các khỏe tốt sao nó tốt thì giờ cũng được miễn là khỏe mạnh để giúp đỡ cho người khác được. Thế là các anh chị em tươi như hoa rồi đi vô giúp đỡ cái bệnh viện mà đâu có biết là toàn dân các nghiệp mà cứ cáo một Chúa cứ vui vẻ cứ giúp đỡ một cách tình nguyện như vậy. Thì cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa nói chúng ta là hãy cứ tìm kiếm Chúa trước, cứ quan tâm Chúa đi, mọi việc khác Chúa sẽ lo. Chúa đã dùng một con người âm thầm cũng đang ngồi tại đây, lâu lắm đi nhóm lại tại đây, cũng đã gửi cho mỗi người được 500.000 để đổ xăng. Chúng ta vỗ tay lời đi. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa ban ơn. Một khi mà Chúa đã ban ơn thì chúng ta không cản được. Amen. Cho nên lời ước nguyện của tôi trong năm này không chỉ là con trai chúng ta được phước mà nguyện các kho của chúng tôi đầy tràn. Chúng ta cùng đưa đôi tay lên và nói nè, nguyện các kho của chúng tôi đầy tràn với đủ thứ sản phẩm. Amen. Với đủ thứ sản phẩm. Người nào làm ăn về kinh tế, quỳ xin Chúa ban phước cho quý vị trong năm này thành đạt.
buông ngoài mắt đó. Người nào làm về thời trang hoặc là mà thẩm mỹ đó, xin Chúa làm cho quý vị có những cái tay nghề thật là đẹp để làm cho khách được vui mừng. Cầu nguyện cho những con người nào có những cái kho lẫm nào đó, quý vị ơi hãy trang đầy những sản phẩm tốt nhất của Chúa. Amen. Và Chúa muốn mỗi người trong chúng ta khao khát không phải là con cái về vật chất, mà đây là điều tôi cầu nguyện cho những người can bày. Nguyện đàn chiên chúng con sinh sản hàng nghìn ăn quả. Amen. Chúng ta đang khao khát hầu thánh của Chúa, hầu thánh sau năm này bài chiên của Chúa sẽ sinh ra hàng nghìn hàng vạn không? Tôi vui lắm thấy các anh chị em nói là thầy ơi em mới tập trung lại một số người ở trên tỉnh lộ 10 và phát quà giúp đỡ và cảm ơn Chúa có 11 người tin Chúa thầy ạ. Tôi vui lắm có một số người đó tụi em mới đi vào cái bệnh viện chia sẻ lại và cảm ơn Chúa có được 21 người tin Chúa thầy ạ. Và tôi nghe được có người này người kia cứ 5 người tin Chúa, 10 người tin Chúa, thêm người tin Chúa. Có người khác là tôi thấy những hoàn cảnh người kia khó khăn, tôi đi với cô Chi lên trên kia lên thăm nhà của người chị em chúng ta chị Thủy gì đó, thấy những người sống dưới hầm cầu vào và trong một cái chòi nhỏ có 5 người và 5 người đã nhận món quà yêu thương của hội thánh và 5 người đã tin nhận Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho bầy chiên của hội thánh của Chúa năm này sẽ sinh ra hàng ngàn hàng muôn hàng vạn. Amen. Chúng ta có vui với một sư phương trong khi thăm một người bạn mình cầu nguyện cho 9 người tin Chúa. Amen. Rồi lên cầu nguyện cho 5 người tin Chúa. Amen. Rồi đi ăn phở tôi cũng có thêm chị Trúc Tây đi thờ Chúa được thêm mấy tuần cũng có học giống mà của chị sư phương đại diện. Cho nên chúng ta biết là việc chúng ta tin Chúa, chúng ta không chỉ được phước cho mình mà hãy khao khát là qua mình mà đem nguồn phước cho người khác. Chúng ta đón người bên cạnh, Chúa muốn dùng bạn đem nguồn phước cho người khác. Chúa muốn dùng bạn đem nguồn phước cho người khác. Đem nguồn phước cho người khác. Khi mình chưa tin Chúa thì mình cứ bầu hai lọt cho mình. Cái gì cũng cho mình, này lo với mình rồi đi cúng sao thì giải hạn rồi kia. Năm này tội lỗi nhiều quá rồi, quá nhiều tội rồi. Bây giờ đi cúng rồi thả cá chép. Mà anh chị em ơi, mua mấy con cá chép ở trong hồ mà đem thả kinh như là sống sao nổi. Sống sao nổi đúng không chị? Không thể nào được. Rồi mua mấy con chim mà người ta dỗ hết cái lòng của nó lại, rồi thả là cái bắt rồi mua là thả cái lòng ngoài như vậy, họ mong là được phước. Tôi nghĩ đó là không phải là phước, không được phước. Mà đôi lúc một số người bảo là phóng sinh, mà tôi thấy không phải là phóng sinh mà đó là sát sinh. Cá là sống trong hồ và đem bỏ xuống ao nước đen để nó chết đúng không? Có nhiều con chim thì nuôi trong lòng quen rồi mà bây giờ thả ra ngoài thì con này bắt con kia chắc con chết. Cho nên đừng bao giờ như vậy, mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu thương những người lân cận bằng cách hãy nói về Chúa Giêsu cho họ, đem họ đến với Chúa để họ hiểu được chân lý, để tội họ được tha, linh hồn họ được cứu. Amen. 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 Tôi đọc lại câu số 13. Nếu quý vị tin thì quý vị cùng đọc chung với tôi câu này. 2, 3. Nguyện các con của chúng con được đầy tràn đầy với đủ thứ sản phẩm. Nguyện đàn chiên chúng con sinh sản hàng nghìn hàng vạn trong đồng ruộng của chúng con. Năm này ai là người chăn bày? Tôi cầu nguyện cho Raphael, Jire, Nisi, An Thạnh, Tân Bình, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc C. Tất cả các bài chiên quý vị sẽ được nhân lên. Nhân lên. Vì người Việt Nam chúng ta còn có hàng trăm triệu người đúng không? Đúng không chị? Cả trăm triệu người đúng không? Mà hội thánh chỉ vài chục người là chưa được đâu. Chúng ta phải khao khát. Như lời tôi đã từng khích lệ anh chị em mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta một hộp giống, đúng không? Yeah. Hộp giống trong năm 2021 đây là gì? Hộp giống đó là một hộp ít nhất phải ra được bao nhiêu? 30. Trung bình là bao nhiêu? 60. Và tốt đẹp là bao nhiêu? 100. Nhưng mà những hộp thánh mẹ không dừng ở 100 nhưng phải lên hàng ngàn và hàng muôn. Chấp nhận được. Những hòa thắng như GVLC là 60. Chấp nhận được. Một số anh chị em sẽ lên 100 được. Nhưng mà sau hòa thắng mẹ thì không thể nào 100 được nữa. Chúng ta nói được bên cạnh đã lúc lên hàng ngàn hàng muôn rồi. Đã lúc lên hàng ngàn hàng muôn rồi. Amen. 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 Hòa thắng làm giống cũng vậy nữa. Amen. Các ông Chúa, tôi nói chị em rằng bày chiên chúng ta là sanh sản. Amen. Bày
mới này chúng ta không chỉ mong rằng phước cho chúng ta, nhưng hãy khao khát Chúa dùng con để đem nguồn phước cho người khác được. Mà quý vị hãy tin tôi đi, quý vị cứ làm đẹp lòng Chúa đi, quý vị cứ làm cái hội thánh của Chúa phát triển đi, phần còn lại chính Chúa là lo liệu cho chúng ta. Vợ chồng tôi đã kinh nghiệm được điều đó. Tôi kể vui cho anh chị nghe. Hai vợ chồng tôi nói là mấy anh em đi làm việc suốt một năm vất vả quá, bây giờ nguyên một năm mà chưa bao giờ mời anh em đi ra uống được một ly cà phê. Mình nói vậy, cái khao khát mời anh em đi uống cà phê gọi là cà phê cắt khôi á mà. À, lên chương trình cái cô hiện là ước gì bây giờ còn hệ Chúa cho chúng con có tiền để dẫn anh em đi. Và ngày mai là đi rồi, nhưng bây giờ con chưa có tiền. Nhưng mà tối hôm đó chúng tôi qua cũng đặt xe chúng tôi vô. Giống xong thì có người chị em nói, cô ơi, thầy cô đã đến chăm sóc gia đình em suốt một năm, em gửi thầy cô cái bì thư này. Và cô hiểu rồi, xin Chúa thánh hóa bì thư này đủ tiền uống cà phê chưa? Cô hiểu rồi đó, đó. Con nguyện cảm ơn Chúa mở ra tới 3 triệu đồng luôn. Cà phê gì dữ vậy? Chú nói, thế là anh em tập trung quán cà phê vui vẻ rồi chụp hình rồi làm cho không khí nó vui, có mùa xuân. Xong xuôi thì có người chị em đi nói là, cô ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi luôn. Cô để tôi trả cái đó cho. Thì cô mời như để tôi trả nha. Nó tới nó lượng đó thầy, cô trả mà trả. Nhưng cái này tôi giữ phần của cô đưa thêm 1.6 triệu nữa. Wow. Cho nên mình thấy là tạ ơn Chúa Trời, Chúa là đã lo liệu từng chi tiết cho chúng ta. Tôi kể thấy chân chị nghe, Chúa lo liệu đến mức độ như này. Cô hiện nó anh ơi, thấy mấy người nữ trong một thánh mình đó hay được tặng áo dài, hay được tặng áo đầm gì đó, còn mấy ông nam không có, mấy ông nam phục vụ chứ không có. Bây giờ mình cầu nguyện cho mấy ông nam cầu nguyện cho mấy ông nam có áo sơ mi trắng, cầu nguyện Chúa chúng tôi hỏi họ tới luôn, nhưng mà vẫn chưa có tiền để mua. Chúng tôi đang cầu nguyện thì cảm ơn Chúa, một ngày kia thì chúng tôi đi đến thăm đệ tử của Chúa là một sư phụ. Thăm xong thì chúng tôi cầu nguyện thì có làm chứng về gia đình của anh Sáu Mạnh, thì tôi nói là áo quần của tôi thì tôi gửi tặng cho anh Sáu Mạnh, mặc là đẹp lắm. Khi nào tới ông một sư phụ nó ôi thôi thôi tốt quá, bây giờ anh có 10 cái áo sơ mi trắng đẹp lắm, anh muốn đưa gì cho Phong để tặng cho mấy anh em phục vụ Chúa. Thế là chúng tôi có 10 chiếc áo trắng thôi. Những người nào được mặc áo trắng thì đứng lên tôi xem nào. Một người ai hết tôi nhớ tôi tặng thì cô là hai người, anh Bảy, anh Hà, ba người. Những người phục vụ Chúa có được 10 chiếc áo trắng. Cảm ơn Chúa. Điều tôi đang nói chị em là tại đây không nói về vật chất, mà nói về sự chăm sóc và sự quan phòng, sự lắng nghe từng chi tiết một của Chúa nên đời sống của chúng ta. Amen. Cho nên năm này chúng ta cầu nguyện cho đầy chi chúng ta sẽ lên hàng ngàn hàng vạn. Amen. Chúa làm được điều đó cho hội thánh của Mỹ. Chúa làm được điều đó cho hội thánh Hàn Quốc. Chúa làm được điều đó cho hội thánh Indonesia. Chúa làm được điều đó cho hội thánh Malaysia, Singapore. Họ dốt cả hàng ngàn hàng vạn, 1.000, 10.000. Anh chị em nghĩ Đức Chúa Trời của người Hàn Quốc, Đức Chúa Trời của người Singapore, Đức Chúa Trời của người Indo, Đức Chúa Trời của người Mỹ có phải là Đức Chúa Trời của người Việt Nam không? Amen. Thế vậy hội thánh chúng ta có dừng lại cái chỗ con số 100 hay là chúng ta khao khát lên 1.000 và hàng vạn? Hàng ngàn và vạn. Hãy đón người bên cạnh, hàng ngàn và hàng vạn. Ông đã khao khát việc điều này, ông đã nắm lấy lời hứa và hội thánh ông dốt lại hàng vạn lại vậy, dốt lại một cách 10.000 người. Thì anh chị em ơi, hãy khao khát điều đó xảy ra trên hội thánh Salomon nhé. Tôi kể sang cho anh chị nghe, hội thánh Salomon bắt đầu buổi dốt bao nhiêu người? 3 người. Người trưởng nhóm là Trương Đình Phong, người phó nhóm là Nguyễn Thị Mỹ Hiền và người tổng thành viên là Trương Toàn Thắng. 3 người. Thủ quỹ, thư ký là cô Hiền, trưởng nhóm ban điều hành là tôi, Toàn Thắng là tín đồ. Tôi đi phát chứng đầu đơn ngoài, nó nói sao? Ba phát hoài con mẹ bác xã. Ba tuổi. Nhưng mà từ từ, một ngày kia ta thắng vô trong đi học về cái gì vậy? Vô có thấy cái cô tình cô gì đây? Cô buồn thiệt là buồn. Cái thắng hỏi, cô ơi, sao cô buồn quá vậy? Cái cổ không nói gì. Cô buồn mà, cô tin Chúa được cô hết buồn. Nó dễ vậy. Cái cô nó hỏi tin Chúa là sao? Cô muốn biết cái gì cô hỏi ba mẹ coi. Thế là cô nó đi về dẫn thêm một người em.
hai chị em tới chúng tôi để hỏi làm thế nào để ta tù. Hai vợ chồng chúng tôi làm chứng và cảm ơn Chúa, hai chị em đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Hội thánh bắt đầu từ 3 người mà từ từ này. Bây giờ Chúa đã cho con số hộ khi mà chúng ta nhóm đầy đủ lại đồ khoảng chừng 300 người. Con số thành viên của Hội Thánh Salon ra nhà chúng ta tập trung hết lại khoảng 200-300 người. 300 người mà chúng ta đừng dừng tại con số 300, hãy khao khát hàng ngàn và hàng muôn. Amen. Hàng nghìn và hàng muôn trong những ngày tới. Không việc gì là quá khó đâu được chưa chẳng. Tôi không muốn Hội Thánh Salon dừng chân, nhưng mà tôi muốn Hội Thánh Salon tiếp tục cứu mang khao khát để phát triển trong những ngày tới. Đứng trước mặt Chúa trong ngày đầu xuân này, tôi cầu nguyện cho Hội Thánh Salon hãy tiếp tục gắn bó hơn nữa. Hãy tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Hãy tiếp tục truyền giảng nhiều hơn nữa. Nếu mà gọi là số người tiếp nhận Chúa của Hội Thánh á, bây giờ nó lên con số này, con số này có rồi đó. Đúng không chị em? Con số 1000 là con số mà chúng ta biết là có đó, với số những người đã tiếp nhận Chúa. Nhưng để mà trung tính đồ khoảng 200-300, nhưng mà chúng ta khao khát trong những ngày tới không chỉ là dừng tại đó mà sẽ có những con người số trung tính là lên đến hàng ngàn trong những ngày tới. Cảm ơn Chúa. Rồi nguyện câu 14 chúng ta đọc chung với nhau này, 2 này 3. Nguyện đàn bò chúng tôi sẵn sàng gì, nguyện thượng thành không bị chọc thủng, dân không bị lưu đày, và không có tiếng khóc than trên đường phố. Chúng ta cầu nguyện cho những đàn bò, những công việc của chúng ta sẽ sinh sản thêm nhiều, nói về kinh tế sẽ được lợi. Nguyện tường thành của chúng tôi không bị chọc thủng. Dễ lắm mà những cái tường thành đang nói về tâm lòng chúng ta bị chọc thủng, đúng không chị em? Những bị sự tổn thương, nó sẽ bị chọc thủng bởi mũi tên của quân thù. Những gia đình đang sống hạnh phúc, những mũi tên của quân thù bị chọc thủng. Những hội thánh đang phát triển, nó dùng những con người xác thịt, những con người yếu đuối chọc thủng. Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu chúng ta công bố rằng năm nay Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ hội thánh của Chúa không bị chọc thủng. Amen. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho hôn nhân quý vị không bị chọc thủng. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho kinh tế quý vị trong năm 2021 này không bị chọc thủng. Cho công đồng quý vị trong năm 2024 này không bị chọc thủng. Thành chúng ta sẽ được vững chắc trong tình yêu của Chúa. Amen. Dân không bị lưu đày. Amen. Hãy lắc tay người bên cạnh, nó bạn không phải là người bị lưu đày, nhưng bạn là người được kêu gọi. Bạn không bị lưu đày nhưng bạn được kêu gọi. Amen. Là chúng ta là người chiến thắng. Amen. Chúng ta là người được Chúa chọn. Chúa muốn chúng ta là không bị lưu đày. Amen. Quý vị biết cái hoàn cảnh của những người lưu đày như thế nào không chị em? Sống không phải là quốc gia của họ, ăn không phải là thức ăn của họ, không nói được tiếng nói của họ, và nhiều vấn đề về nghĩa đen và về nghĩa bóng là gì? Nhiều con người bị lưu đày ra khỏi hội thánh, không có nói từ amen mà nói toàn tiếng Satan, đúng không? Không có phải nói hallelujah mà toàn là nói nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng những người bị lưu đày là những người bỏ nhóm, những con người không còn trung tín, những con người không còn yêu mến Chúa. Chúng ta biết rằng đây là những con người vô cùng mệt mỏi, vô cùng đau đớn. Cho nên chúng ta cầu nguyện rằng gì? Hỡi anh chị em yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh chị em và tôi công bố rằng trong năm này chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà dân của Chúa không bị lưu đày. Hội thánh của Chúa không bị tan rã, mà hội thánh của Chúa sẽ được hiệp một, được mạnh mẽ, được dấy lên và làm sáng danh của Chúa Trời. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho anh chị em và tôi hãy khao khát rằng dân của Chúa không bị lưu đày. Câu 15, chúng ta cùng đọc câu 15, 2, 3. Phước cho dân tộc nào được như vậy, phước cho dân tộc nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời. Phước cho dân tộc nào, phước cho gia đình nào, phước cho con người nào, phước cho hôn nhân nào mà được Đức Jehovah làm Đức Chúa Trời của. Một gia đình mà được Chúa làm chủ là gia đình được phước cả bên trong lẫn bên ngoài. Cứ phước mà chúng ta biết là không thể nào mua bằng tiền bằng bạc, phước mà chúng ta không thể nào so sánh bằng vật chất, mà cái phước đây là cái phước nguyên từ trời. Phước đây là phước trọn vẹn mà chỉ có người ở trong Chúa mới đạt được những điều đó mà.
thôi. Chúng tôi cầu nguyện cho chị em và tôi trong năm này chúng ta sẽ được phước trọn vẹn. Amen. Tôi cầu nguyện cho anh chị em ở trong Dân Số Ký đoạn 6 từ câu 24 đến 26 như sau. Cầu xin Đức Sô-ba ban phước cho tôi và phù hộ cho tôi. Để tôi cầu nguyện anh chị em đồng ý, anh chị em nói amen nha. Cầu xin Đức Sô-ba ban phước cho anh chị em Sa-lô và phù hộ cho anh chị em Sa-lô. Cầu xin Đức Sô-ba ngài chiếu sáng mặt ngài trên anh chị em Sa-lô và làm ơn cho tất cả các anh chị em. Cầu xin Đức Sô-ba đón xem từng cuộc đời trong là anh chị em Sa-lô và ban bình an cho hết thảy anh chị em. Và lời của Chúa chép ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 20 đến 21 như sau. Đấng làm chứng cho điều này phán rằng phải ta đến ngồi trong. Amen. Lạy Chúa là Đức Chúa Giêsu, xin ngài hãy đến. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giêsu ở với mọi người trong năm này. Amen. Và ở mãi mãi với mọi người trong chúng ta. Amen. Câu cuối cùng tôi muốn cầu nguyện chúc phúc cho quý vị là trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 13 câu số 13. Chúng ta cùng đứng lên để đón nhận câu kinh thánh này. Nguyện xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở tất cả anh chị em. Xin Chúa ngài ban phước cho anh chị em, dâng anh chị em trở thành nguồn phước cho người khác. Trong năm này anh chị em sẽ kinh nghiệm phước hạnh cả thuộc linh lẫn thuộc thể trong giờ này. Chúng ta cùng đưa tay lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Rồi Chúa ơi, ngài dẫn dắt, ngài ban phước cho chúng con ngày hôm nay. Chúa ơi, ngài giúp đỡ cho chúng con trọn năm nay trong thánh ý thông lành của ngài. Chúa ơi, ngài ban ơn, ngài chúc phước cho chúng con ngay trong giờ này. Chúng ta nhắm mắt hướng về Chúa, cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện cho người thân của mình. Chúng ta cầu nguyện cho con cái của mình, cầu nguyện cho những người mà chúng ta đang chăm sóc ngay trong giờ này. Chúng ta cầu nguyện cho công việc làm ăn của chúng ta. Chúng ta hãy đưa tay cầu nguyện cho con trai, cầu nguyện cho con gái, cầu nguyện cho vừa lắm, cầu nguyện cho túi tiền, cầu nguyện cho ngân sách, cầu nguyện cho luôn những cái cuộc sống của chúng ta. Ngay trong giờ này xin Chúa ngài ban ơn chúc phước từng công việc một đều được vươn trước mặt Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho bầy chiên nơi chúng ta đang chăm sẽ phát triển hàng ngàn, hàng muôn, hàng vạn, hàng triệu trong những ngày tới. Nhớ nghe Chúa Giêsu ngay trong giờ này. Chúng ta cầu nguyện để Đức Sô-ba ngài chiếu sáng mặt ngài, ô ngài làm ơn để bác bình an để giúp đỡ. Chúng ta cầu nguyện chúng ta hỏi lời nguyện. Ô nhân danh Chúa Giêsu ơi, ô cảm ngài Chúa Giêsu ơi, ngài giúp đỡ chúng ta ngay trong giờ này. Chúa ơi, con cảm ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.